Tiêu chí chọn chồng của hai nàng hậu cùng kết hôn tháng 10, người chọn trưởng thành, người chọn thấu hiểu. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Phương Nga cùng kết hôn vào tháng 10, cả hai cũng có mối quan hệ thân thiết với nhau ngoài cuộc sống. Dù vậy, tiêu chí chọn chồng của họ lại khác nhau. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn người đàn ông trưởng thành, thành công. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia sẽ tổ chức đám hỏi vào ngày 17 tháng 10 và ngày 23 tháng 10, cặp đôi sẽ chính thức tổ chức hôn lễ. Đây là thông tin được chính người chị thân thiết của Hoa hậu Việt Nam 2016 tiết lộ với gia đình và xã hội. Trước đó, tin tức từ một người bạn Hoa hậu cũng tiết lộ đám cưới Đỗ Mỹ Linh sẽ diễn ra trong không gian riêng tư, sang trọng. Cô mời người thân, các đồng nghiệp chung công ty quản lý, bạn bè thân thiết đến dự. Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 cùng bạn trai sang Italy chụp ảnh cưới từ đầu tháng 9. Là Hoa hậu nên Đỗ Mỹ Linh cực kỳ kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù người thân đã xác nhận ngày cưới của cô nhưng nữ chính vẫn chưa chịu lên tiếng. Trên trang cá nhân Hoa hậu chỉ chia sẻ những hình ảnh về công việc. Ngoài ra, cô không có bất cứ thông tin nào về chuyện cưới hỏi. Trước đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng được truyền thông quan tâm về tiêu chí chọn bạn đời. Cô đã có những chia sẻ rất thật. Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết, phụ nữ không thể có mối quan hệ lâu dài với người đàn ông thua kém mình nhiều mặt. Hơn nữa, tôi đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay thì lẽ nào lại dành tình yêu cho một chàng trai kém cỏi. Đỗ Mỹ Linh tâm sự cô không sợ bị chỉ trích là người thực dụng bởi nhiều người đều hiểu về tính môn đăng hộ đối trong một mối quan hệ. Tiêu chí của Mỹ Linh là một người đàn ông trưởng thành đúng nghĩa chứ không phải là một người thừa kế. Bên cạnh đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng giải thích về sự thay đổi trong cách chọn chồng của mình. Người đẹp tâm sự, thời sinh viên, tôi thích một chàng trai có ngoại hình, cao hơn mình, vui tính, hài hước, lãng mạn kiểu các oppa Hàn Quốc. Nhưng từ khi thành hoa hậu, thế giới của tôi rộng mở hơn trước. Tôi được gặp gỡ rất nhiều người tài giỏi khiến tôi ngưỡng mộ. Giờ thì tôi không còn cần phải hào nhoáng bề ngoài nữa. Xét cho cùng, một chàng trai đẹp chỉ để ngắm thôi. Tôi cần một người trưởng thành, có thể chỉ bảo cho tôi. Tôi bị hấp dẫn bởi những người thành công và thích nghe câu chuyện từ họ. Duy có điều không thay đổi là tôi vẫn thích một anh chàng có khiếu hài hước, vui tính. Bà hậu Phương Nga, bình an và tâm lý. Bà hậu Phương Nga sẽ lên xe hoa với diễn viên Bình An vào ngày 23 tháng 10. Cặp đôi công khai mọi chuyện từ sau lễ tình nhân ngày 14 tháng 2 vừa qua. Nhiều người thắc mắc, một á hậu xinh đẹp tại sao lại kết hôn với một chàng diễn viên trẻ. Phương Nga cho biết, cô không quan tâm đến điều này. Phương Nga trải lòng, cả tôi và An đều còn rất trẻ nên chưa thể khẳng định được điều gì. Chúng tôi đều có công việc, kiếm ra tiền, tự nuôi sống bản thân, mua những gì mình thích và chu cấp được cho những người mình yêu thương. Với tôi thế là đủ. Tôi không cần phải hàng hiệu sắt đầy người hay xe sang xế hộp để đi. Điều đó với tôi không phải là vấn đề. Với Á hậu, cô cảm nhận ở bên cạnh Bình An cô được bình an, được tôn trọng và chia sẻ. Phương Nga cho biết, Nga thấy hai đứa có thể cùng nhau làm rất nhiều việc, có thể đi khắp nơi xong rồi làm tất cả những việc mà một mình không thể làm được. Điều quan trọng là Nga có thêm một người để chia sẻ để đồng hành cùng mình. Sự đồng hành chia sẻ ấy được chính Bình An thừa nhận với Phương Nga. Từ trước đến nay Bình An là kiểu bình an trong tình yêu ai cũng sẽ thật lòng và đặc biệt không yêu bạn diễn nên Phương Nga cảm thấy tin tưởng. Cuối cùng, Á hậu khẳng định hai đứa cũng hợp nhau từ tính tình cho đến mọi thứ nên tự nhiên vèo phát cũng đã hơn 4 năm yêu nhau rồi. Hiện tại, sau hơn 4 năm hẹn hò, họ quyết định về chung nhà trong sự chúc phúc của mọi người. Nói về những việc trong tương lai, Phương Nga tâm sự, tôi cũng chưa hình dung yêu và cưới sẽ khác nhau như thế nào. Tôi chỉ thấy rằng khi chúng tôi đang yêu nhau, chưa có ràng buộc gì cả, cả hai cảm thấy rất thoải mái, được là chính con người của nhau mà không cần che giấu điều gì. Tôi cũng hy vọng trong tương lai khi về chung một nhà, hai đứa sẽ cùng nhau cố gắng và thích nghi để không cãi vã quá nhiều với những sự thay đổi.